Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Dương Minh Châu của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Trung tâm chính trị huyện Dương Minh Châu hợp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kiểm tra giám sát về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Trao huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11, Trung tâm Chính trị huyện Dương Minh Châu tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đến dự có ông Nguyễn Hồng Sơn, bí thư huyện ủy. Trong năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức 14 trên 13 lớp với hơn 700 học viên vừa kế hoạch đề ra, phối hợp Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức một lớp tập huấn công tác tiên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác tiên truyền. Trong năm, 13 trên 13 giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 3 giảng viên được biểu dương khen thưởng. Thay mặt Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Sơn gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ giảng viên Trung tâm Chính trị huyện nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời mong muốn thời gian tới, tập thể trung tâm tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu trong công tác giảng dạy, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm theo quy định. Cùng ngày, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có ông Phạm Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, cùng đại diện các ban ngành, lãnh đạo xã Trung Mít và hơn 1.200 thầy cô giáo cùng học sinh nhà trường. Tại buổi gặp mặt, đại biểu và các thầy cô giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua chặng đường dài phát triển, gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần nỗ lực vươn lên, các thế hệ cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đã không ngừng góp tâm góp sức cho sự nghiệp trong người. Thầy Đoàn Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường. Ngày 21 tháng 11, đoàn kiểm tra của ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh do đại tá Trần Văn Luận, phó giám đốc công an tỉnh, trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban an toàn giao thông huyện Dương Minh Châu tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Ư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban an toàn giao thông huyện. Theo đánh giá của Ban an toàn giao thông tỉnh, thời gian qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Dương Minh Châu có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ra quân cao điểm xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, cơ nới thành thùng xe tổ chức hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 3.200 trường hợp, phạt tiền hơn 7 tỷ 700 triệu đồng. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác cũng ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ và phân tích những hạn chế bất cập còn tồn tại và đưa ra những giải pháp xử lý quyết liệt hiệu quả, phù hợp hơn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Ngày 21 tháng 11, Đảng ủy xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ trao huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Võ Văn Hánh, hiện sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Khởi Trung, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Chu Quy, hiện sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Khởi Hà, đều thuộc Đảng bộ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Ư, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện Dương Minh Châu chúc mừng và trân trọng ghi nhận công lao đóng góp của các đảng viên, mong muốn các đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và quần chúng học tập noi theo. Vừa qua, Ban điều hành mô hình tái hòa nhập cộng đồng xã Phan, huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết mô hình tái hòa nhập cộng đồng năm 2023. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, công chức văn hóa xã hội xã và các đoàn thể đa soát những trường hợp chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ về vốn việc làm. Kết quả hỗ trợ 5 phần quà cho 5 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng với tổng số tiền 1,5 triệu đồng và đề nghị xem xét vay vốn cho các trường hợp có nhu cầu. Thời gian tới, Ban điều hành mô hình sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn mô hình tái hòa nhập cộng đồng xã, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Dương Minh Châu ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.